lại cái chuyện của Sao Lại Sao Đấy đó mọi người. Chào người trở lại với Free Fire. Và hôm nay mình sẽ reaction tập 1 đảo sinh tồn. Các bạn nghe bạn, đó là không chờ cạnh gọi là chị đã Sammy. Chị Sammy ơi, chị reaction đảo sinh tồn đi. Có chị trong á chị ơi. Chị reaction chị phải kể những cái góc khuất của là chị ơi, khóc khuất cái đảo sinh tồn đi. Cái cảnh nó bị cắt đấy chị. Chị đừng lo, đã có Sam. Sao sẽ là người gọi là bóc phốt, hiểu không? Bóc phốt ra những cái cảnh mà những editor đã cắt, hiểu không? Rồi mình sẽ giải thích ra sâu ra những cái cực khổ, những cái góc khuất ở trong đảo sinh tồn. Đó, đây các bạn đừng quên xem video nha. Ok, không cần nói gì nữa, let's go. Đây là show truyền game show đầu tiên của tham gia. Và ở ngoài đảo nè, cái này là ở ngoài đảo thật luôn nha. Nguyên cái đảo luôn. Rồi, cái gì vậy? Mấy cảnh đầu thôi có mặt Sam mấy bạn. Cái gì mà mới đầu mặt Sam có mặt sim đó mọi người. Hai chị em mà trời ơi, mặt bơ phờ vô không? Tại biết sao không? Tại vì là đảo sinh tồn thì tụi mình không được make up nhiều. Tụi mình chỉ có kẻ chân mày và đánh son thôi, cho nó nhìn cho nó gọi là sinh tồn tí mà. Tại vì lúc mà đọc cái thể lệ thì là nếu khuyến khích là làm nhẹ chứ không có gì ta make up lỗ quá. Đó. Nhưng mà phát hiện ra là vẫn được make up mà. Và lúc mình phát hiện ra thì lúc đó mình không đem được make up. Cái mình lo sợ nhất đó chính là về sức khỏe. Mà để ra đảo, để vận động, để sinh tồn thì là một cái rất là thử thách. Chính xác, mấy bạn thắc mắc tại sao mình nói vậy. Tại vì là ra đảo, sinh tồn mấy bạn, nó không hề giống như là mình ra đường mình mua bánh bim bim nữa mấy bạn. Tại vì ngoài đảo không thể nào mà có siêu thị, không thể nào có mà gì ta cô bán bánh tráng trộn, không thể nào mà có chú bán kẹo kéo đó. Thôi là ra mua ly trà sữa mấy bạn, đó là sinh tồn. Là giống kiểu tách biệt với thế giới đó. Và tụi mình đặc biệt là khi mà lên cái thuyền này á, thì tụi mình đã bị thu điện thoại hết mọi người. Để cho có một cái trải nghiệm thực tế nhất ở đảo sinh tồn. Là không có điện thoại. Đó, lên rừng, sống như người rừng luôn. Nó lên là mình nói là nó rất cực kỳ khắc nghiệt luôn. Yeah. Bây giờ sao mà không kể cho các bạn không biết là chắc mà các bạn nghĩ là trên đảo tụi mình sẽ cầm được. Nhưng mà không, tụi mình không được cầm nhất trơn. Tụi mình chỉ lên sinh tồn và sinh tồn thật luôn. Đó. Và đồ ăn, thức uống cũng ăn cái đó luôn. Làm gì ăn đấy, có gì ăn đấy bạn. Trời ơi, khổ lắm luôn á. Em để em có một người chị. Người chị của đây em là kiểu nhát gan à. Em phải đem cái này cầm cho chị. Hai ba. Thấy chưa? Còn thấy tôi thương em tôi không? Đó, hai ở là ru với tôi là gì ta đi sinh tồn cũng không quên gọi là đem một cái tấm biển hiệu gọi là gì ta. Ui, chị nhà Sumi đó, mình rất cảm giác là gì ta bấm tấm biển hiệu này sẽ ổn mình làm. Mình nghĩ là cái tấm biển hiệu này sẽ giúp cho Sim gọi là vượt qua mọi thử thách phải không? Đó, mình là một người chị rất là thương em, cổ vũ em gái mình hết mình, đúng rồi. Sumi cố lên. Đó, Sumi rất là vui vì điều này, mình nghĩ Sumi rất là vui. Đó. Alo. Bây giờ mặt Sumi bạn có thấy không? Nhìn hơi tức vậy thôi chứ mặt vui đó, mặt đang gọi là hạnh phúc các bạn. Đây một khuôn mặt thì gọi là sự hạnh phúc của một người em đối với người chị đã quá có tâm như thế này. Chị biết mà, em không cần phải cảm ơn chị đâu. Chị biết mà. Slogan của mình ở trong chương trình lần này đơn giản lắm các bạn. Kỹ năng là 1, chơi giao là 10. Ôi, cắt lèo xong rồi còn có đem ống nhòm nữa. Ờ, các bạn thấy tại sao mình lại đem cái ống nhòm? Tại mình nghĩ á, ở sinh tồn thì chắc chắn sinh tồn, đảo sinh tồn là sao là chắc chắn sẽ có kho báu. Mình đang sinh tồn trên đảo là người ta sẽ giành giật kho báu. Đó, nó rất là khó khăn là mình có định cầm cái ống nhòm đi. Đó, mình đi tìm cái kho báu đó cho nó dễ bạn. Mà thật sự ống nhòm này mình đem theo xong mình không xài. Tại mình bị tật thu. Mình cũng không biết nữa. Nói chung là vậy đó các bạn. Nó bò rồi vậy đó. Chắc là do cái khâu chuẩn bị mình nó hơi VIP nên là người ta thu của mình. Mình thì có thể chiến đấy nhưng mà Sim thì mình không biết nha. Sim yếu đuối lắm. Hai đứa mà ví dụ tắt tim ra nha. Mình lúc thi gian mọi người. Ờ, chị sẽ làm cái này, em sẽ làm. Thì chắc không ai biết mình. Đây là đồ của em. Nói chung là mọi thứ đều sẽ lẻ cho mọi người. Không được mặt lại như Sam lắm nhưng không sao. Em sẽ chứng minh cho chị xem em sẽ sinh tồn được trong cái cuộc chơi này. Ok em. Có một chiếc vậy. Ủa? Thôi đem mực nhất để em tấn công bức. Trời ơi, người ta sinh tồn, người ta dùng sức khỏe dồi dào Simi sinh tồn đem cái dép đi là sao vậy em? Em tôi là tuy không có mạnh nhưng mà gọi là sự thông minh hơn người luôn. Nó dùng dép để tấn công mà dép màu xanh mới chịu nha, màu đỏ không chịu nha. Ví dụ như ai là em muốn là người em muốn tấn công nhé. Siro. Xin lỗi em, đừng có đánh. Anh chờ em á. Sim Sam là công chúa của Hero Team. Cái này nghe thương các bạn biết sao không? Thật sự là cái câu này tại sao rồi nói? Tại vì thật sự là trong chương trình này Ro Sam tụi mình hai nàng công chúa vậy đó. Sim Sam và Ru nói chung là ba nàng công chúa đó, hiểu không? Ru thì nó hơi mạnh mẽ tí nên là Ru thì Ro cũng có quan tâm nhưng mà kiểu là quan tâm chung á. Nhưng mà tại vì hai tụi mình là gì ta, bánh bèo đó, bánh bèo tôi nhìn ngầu với cũng là cũng bánh bèo lắm các bạn đó. Nên là trong chương trình này thật sự mình rất là cảm ơn Ro đó. Tại vì là sinh tồn trên đảo tận 3 ngày
mọi thứ rất là khắc nghiệt. Mấy bạn cứ tưởng tượng đi, ở ngoài đô thị nó rất là dễ rồi, đó có muốn ăn gì ăn, muốn uống gì uống, muốn đi ngủ thì ngủ, nhưng mà trên đảo là khác. Trên đảo tụi mình phải sinh tồn, đúng là từ sáng đến tối mới được ngủ, và mấy cái đồ ăn thức uống tụi mình không thể nào mà mình mua được, mà tụi mình phải sinh tồn, có thì ăn, không thì thôi. Đó, nó rất là khắc nghiệt, nên là thực sự có rô, cảm thấy rất là cảm ơn điều đó luôn. Rô chăm tụi mình từ A đến Z, tụi mình nóng cái rô quạt, tụi mình khát cái rô cho uống, nói chung là chăm như công chúa thực sự. Mình sẽ không động tay động chân với hai người đó vì mình cực kỳ cưng chiều hai người đó. Mày làm tóc, mày làm tao, mày sĩ. À, nếu bạn không biết thì đây là Tế Thảo, spoil trước luôn là trong tim mình đội vàng đó. Thì rất dễ thương luôn đó. Mình cũng không ngờ bé này là cũng là TikTok đó, mà đó, bé này cũng khá là nổi trên TikTok, nói chung là dễ thương như cục bột vậy đó. Cái đáng yêu lắm, cứ mình đi đâu bé đi theo mà đó, nói chung cũng dễ thương. Nếu mà em xem video này thôi. Vậy là 24 chủng binh sinh tồn đã tìm được đồng đội và đội trưởng của mình. Đây, team màu vàng. Đó, team màu vàng, đây là team màu vàng rồi mọi người. Đó, tôi nè, team màu tím, liền team sim có Siro và mèo Simi. Nếu bạn không biết team màu vàng, nó team màu vàng của mình là team là Lucky. Đây là bốn team nè, Lucky nè, cà tím nè, chiến thần và Blue, đó bốn team. Đó, thì mọi người thắc mắc là ủa tại sao chị tên là team Lucky? Đó, nhưng mà thắc mắc đúng không? Đó, bạn nào không thắc mắc mình cũng sẽ buộc các bạn thắc mắc. Đó. Thì tại vì là lúc mà team mình mới ra thì màu vàng hay nhận được cái khăn màu vàng các bạn. Mình phải nghĩ được cái tên nào đó cho thật là hay, thật là chiến, tại vì mình đang sinh tồn. Bắt đầu tên mình tên là Sấm Chớp các bạn. Thôi thì màu vàng nó cảm giác nó rất là gì ta? Rất là nhanh nhẩu đúng không? Nó nhanh nhẹn, nhưng mà về sau team mình lại họp lại, tại vì là tên nó vẫn chưa mạnh mẽ lắm. Nên mình quyết định là mình đề xuất là team mình nên chọn tên tiếng Anh đi cho nó sang. Nó nhìn nó là Lusuri các bạn. Tụi mình nó quyết định chọn Lucky, nó may mắn, màu vàng Lucky nó đem lại sự may mắn cho team mình. Đó là ý nghĩa của team mình, đơn giản là Lucky may mắn màu vàng vậy thôi. Bốn đội Blue, chiến thần, cà tím, Lucky đã sẵn sàng để đến với những thử thách trên đảo sinh tồn với tinh thần sống dai thành huyền thoại, chinh phục kho báu lên đến 1,5 triệu kim cương. Thử thách đầu tiên của chúng ta trên đảo sinh tồn có tên là loot vật phẩm. Trong vòng 10 phút, các đội chơi của chúng ta sẽ có nhiệm vụ là dèo những chiếc thuyền ra đằng giữa bờ sông của chúng ta và loot thật nhiều những vật phẩm. Mỗi vật phẩm sẽ tương ứng với các đồng xu sinh tồn. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Thử thách loot vật phẩm bắt đầu. Đây là đầu tiên xăm chèo thuyền nên rất là mệt, và mà xăm không phải chèo thuyền nha, mà xăm cầm cái gỗ để chèo nha các bạn, tại vì không có nhiều cái đồ để chèo hết. Trời ơi, cô đi phải đến, cô đi Cà Mau phải đến. Khó lắm. Nói chung là trong cái cảnh này là tụi mình lộn xộn với cái cảnh đầu, khi mà bắt đầu alo kiểu là gì ta, biết bắt đầu chọn thuyền, nó tim mình bày thật là chọn thuyền này, xong cuối cùng mình leo lên, cái người mình đầu tiên mình nhìn nó không phải là tim mình ngước lên nhìn thấy con rô. Ủa sao anh ở đây vậy? Ủa sao em ngủ đây vậy? Phát hiện là mình lộn thuyền các bạn. Mình lộn thuyền xong mình nhảy qua thuyền của mình mới đi các bạn. Mấy bạn thấy mình bờ rồ không? Mới đầu tiên thôi mình cảm giác mình rất bờ rồ luôn. Không ngay bờ rồ như Sam ấy đó. Sam số 2 hay ngoài số 1. Quá tuyệt vời. Có thuyền mới có đồ chứ. Vâng, tóm lại bên em rất nhiều bim bim ạ. Bim bim là nhiều nhất. Công ai nhận. Muốn mua bim bim thì 3 xu 1 bim bim. Nếu bạn không biết tại sao team mình rất nhiều bim bim, tại vì lúc mà chèo ra thuyền thì tụi mình nhắm theo như mọi người biết là cái màn này là chọn sẽ có nhiều vật phẩm random, táo, trái cây, bánh, trái gì đó, bim bim, nó rất nhiều món, và món nào mà càng giá trị sẽ là tính điểm càng cao, đó là càng nhiều đồ càng tốt các bạn. Đó thì team mình sẽ tìm những cái món đồ nó gọi là nó luxury, nó hiếm một tí. Team mình là Lucky mà đúng không, nó phải là sự may mắn đúng không. Thì team mình đầu tiên là cái mà mình chạy ra luôn, mình tại vì team mình là đi trễ, tại vì chèo bị chậm mấy bạn, tại vì xui cho cái team mình ra chọn thuyền muộn, và tụi mình chọn đúng cái thuyền bự nhất, và nó chèo cực kỳ mệt luôn, rất mệt luôn. Mình còn cầm một cái que, những cái que cây chứ không phải là một cái đồ để chèo thuyền đó. Thì ra và mình ngồi mình thấy ô có cái giỏ mọi người đó, mình ngồi mình khơi, mình lấy cái đồ mình khơi vô, phát hiện nó là nguyên bình mim, nguyên đồ bánh bim lên thôi. Mà tụi mình rồi mình quyết định là ok lấy bim luôn đó, đè không phải là ra tự nhiên xong mình bốc mà không dễ bạn ơi. Thuyền nó đang này, sao tụi mình phải lấy cái cây mình khơi cái vòng tròn kia vô, xong mình cầm bim mình giục vô trong thuyền, trời ơi mệt lắm, không có dễ đâu. Thôi nhìn nó đơn giản đúng không, cắt
quá trời cắt chứ không ai biết được là tụi mình rất cực khổ, như là người chèo, người lăn, người bò, người lết, mệt lắm. Thì tụi mình rất bất ngờ, tại vì tụi mình nghĩ á, trong đời mình nghĩ là trong mỗi vật phẩm sẽ có xu, nhưng mà hiện là nó random mọi người, đó là trong mỗi vật phẩm nó có may mắn. Nếu mà bạn không biết thì là trên cái vật phẩm random đó thì cái quan trọng nhất là không phải là những cái món đồ nha, mà quan trọng nhất là xu các bạn, tại xu là cái mà quyết định cái sự sống còn của một cái team đó, thì người nào càng nhiều xu thì sẽ dễ đi vào vòng trong hơn, còn team nào ít xu thì sẽ dễ bị loại. Nói chung là xu là cái sinh mạng đó, nên là trên mỗi cái món đồ mình lập được thì có một số món thì nó sẽ có xu, còn không thì không có. Một món có không á, nói chung là cái gì ta, nói chung là có, nói chung là nó có nó không đó. Nói chung là team mình cũng được 3 xu. Team mình thì lấy rất nhiều đồ và lấy được một 3 xu à. Nói chung cũng may mắn là và cái đội lưu ý là tất cả những vật phẩm mà các bạn mang đó, thấy không, là team đỏ 12 xu, team tím 14 xu, team xanh là 0 xu, team mình là 3 xu. Nói chung là cũng may mắn, team lucky mới khởi đầu cũng không nhiều, nhưng mà cũng được 3 xu là ngon rồi đúng không các bạn? Quá ngon luôn. Trời ơi, xuất sắc. Chúng ta sẽ đến với thử thách số 2 với tên gọi là vận chuyển nước. Bạn đầu tiên, bạn sẽ có nhiệm vụ là giữ thăng bằng tạt nước cho bạn đang đứng ở vị trí số 2. Sau đó, bạn số 2 sẽ phải thảy cái thùng gỗ đó qua cho bạn đang đứng ở vị trí số 3. Ở vị trí số 3 có nhiệm vụ là hất nước cho hai bạn đang cầm một chiếc chào. Hai bạn ở vị trí tiếp theo có nhiệm vụ đổ nước cho một bạn cuối cùng của chúng ta. Bưng thùng nước đi qua chiếc cầu thủy đằng kia và rót nước vào thùng thủy tinh của đội của mình. Lượng nước giúp cho các bạn chiến thắng sẽ được quy ra thành những phần quà cực kỳ đặc biệt mà chúng tôi sẽ thông báo ở cuối chặng 2. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, thử thách vận chuyển nước bắt đầu! Nhâm. Cố lên, cố lên, cố lên. Từ đây qua đây, cố lên, cố lên, cố lên. Này xong đi luôn, mà xong múc nguyên cầm cái xong nước múc đi nước xong rồi đuổi luôn các bạn. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi tắt xuống cho nó tạt. Hay. Đó, truyền qua, đó, xuống chạy nè. Không? Bạn thấy tôi tàn tại ông tự nhiên, sao mới tự nhiên chỉ gắn hai cái lá gì vậy? Không, nó phải hai cái lá đó các bạn, đó là hai tờ khăn giấy đó các bạn. Đây nè, chính xác là như này nè. Đó. Đây. Mọi người tưởng tượng đây là hai tờ khăn giấy đi. Đó vậy đi, đó. Tại sao ông? Tại nó nắng quá, nó chiếu vào mặt mình các bạn. Trời ơi, cái nắng này nó thật luôn là nắng 30 độ các bạn, rồi cháy cái đầu luôn. Đó, nó lấy tấm che như thế này nè, nó cho đỡ đau đầu đau mặt các bạn ơi. Trời ơi, mệt lắm. Bây giờ nó là sao, bây giờ cũng đi sinh tồn tiếp không? Sao sợ lắm, sao chứ sinh tồn đâu. Nắng lắm các bạn ơi. Đó thì đến cái đoạn cuối này nha, không phải bạn cầm xong cái cầm cái xô xong rồi đổ nha, các bạn phải căng dây ra là không được đụng cái xô. Căng dây ra xong để vô đó rồi. Nói chung là khổ lắm. Rất khổ. Bây giờ mình bưng qua để chung với đội vàng được không ạ? Được. Đây. Căng nha. Mọi người và cá cược đi ạ, đội nào sẽ thắng ạ? Đoạn này là đoạn căng thẳng nè. Ba. Solo nè. Để xem qua team nào thắng nè. Team đặt mình được. Ít 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 ít. Ít ít. Tôi rung thôi bạn. Trời ơi, cực khổ mà thua là buồn lắm. Mình cũng không ngờ là team mình thắng luôn á. Ủa sao gì không? Tiếng thẳng đó. Nếu mà ai thì kết quả của bạn 3 đứng ra công ty đó. Đã rõ. Mấy bạn thấy chưa? Mấy bạn thấy bộ đồ chưa? Tuyệt trời luôn các bạn. Trời ơi, các bạn không thấy cái sự xuất sắc của Sam hay không? Đừng quên những like cho cái sự xuất sắc của Sam nha. Nhấn những like nha. Like nha. Tuyệt vời. Chúc mừng đội màu vàng với danh sách các giải thưởng như sau: một cái lều trang trí tinh linh tuyệt đẹp, có nẹp bên chăn ấm và đặc biệt là cái lều được cái lều mà được trang trí rồi không? Chăn ấm nẹp em mà còn có quạt nữa. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được một bữa buffet. Ra đảo rồi ăn buffet các bạn thấy không? Tự chuẩn bị cho các bạn. Các bạn không phải làm gì hết, chỉ ăn thôi. Trời không? Đó là trong 4 team thì hai team thấp địa nhất sẽ phải tự làm ăn. Team xanh thì được ăn ké với team mình, còn team mình là chỉ có ngồi chơi xin nước ăn. Trời ơi, mãi các bạn kia. Quá là lucky luôn hết chứ. Rồi cái công sức của Sam bỏ ra không hề đơn giản thế hết nha. Rồi ăn buffet luôn, buffet chính đạo luôn. Thường ăn buffet ở gì ta, ở ngoài bình thường nó ăn buffet chính đạo. Chính đạo ăn buffet là ngon lắm luôn các bạn. Thường là có gì ăn đó mà. Đấy. Kể lại còn thấy cũng sợ mà. Kể lại cũng thấy thương mà. Thương mà. Ăn đi xong giảm mấy ký các bạn. Tụt tật 0.01 ký luôn. Không gì đây ăn mập lên 2 ký các bạn. Giờ Sam nằm 2 ký. Trời ơi sao mập vậy trời ơi. Đến lượt của đội xanh dương. Rồi vậy bây giờ là thời gian 10 phút cho đội vàng tận hưởng bữa tối đúng không? 10 phút để ăn mọi người ơi. 3
mời bốn em phê, sau đó là sau một phút là tiếp viên anh nhân anh còn đang sưng sưng các bạn, nó ăn nhường cho tiếp sau ăn luôn, mình đi mình cũng vô mình xong mình cầm hai cái gì mình ăn thôi. Ba game mình đi đâu đã sao quán không có thấy ăn vậy. Đói lắm các bạn, cái trời mưa mà ăn ăn như đúng rồi các bạn. Đói lắm, đâu dễ đâu. Ăn muốn mệt luôn á. Cái gì ngon là ăn hết. Ánh mắt thất thần, những nụ cười ngơ ngác, đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận tại buổi tiệc quốc tế. Vậy vậy sao lại quay mặt tôi vậy? Ôi, lúc nào cũng xinh đẹp muốn quay mà sao chương trình kỳ nha. Chương trình chơi mà chơi kỳ, cảnh đầu nó quay mặt tôi rồi, giờ cảnh ăn cũng quay mặt là sao? Trời ơi, bự quá, béo quá, trời ơi. Đó lúc mà sao mang này, như cái má sao nó hơi bị phình như thế này nè. Như này đúng không? Nó bự như này nè. Đây là sao mang, sao rất là ngại gì đó, show tại vì là mặt bự lắm các bạn. Trời ơi, bự quá, trời ơi. Đây, đây, đây. Em đang em trời mưa, xong xuống có chú mưa các bạn. Tôi là nhất chứ còn đâu có, là nguyên từng ngày xuống đất đâu, sống trên đảo đó, mọi người có khổ gì không? Làm sao để mình có thể che cái đống này lại đây? Ăn mà cũng phải ăn với mưa đó thì cầm đi. Không, mình phải có mái che. À, mưa này. Còn là mưa càng ngày càng khác rồi, lạnh luôn á. Trời đất ơi, các bạn thấy không? Cảnh này là... Các bạn thấy nó như thế nào là nó y chang vậy đó. Mình nói thật luôn là lật được 2-3 cái lều thấy không? Tụi có thấy chỗ không? Nó dữ không? Lật được cái lều, mình phải lật được cái lều rồi đó. Đó, ban tổ chức cũng rất là hiểu tâm lý của tụi mình rất là sợ luôn các bạn biết sao không? Tại vì là cái cảnh đó là đang ăn vô trời mưa xong rồi về tối lúc mà các bạn thấy nó dập chiều vô là nó mạnh rất là mạnh luôn, mà mình thật sự rất là sợ tại vì là mình đang ở trên đảo và nếu mà có chuyện gì xảy ra mình rất là sợ luôn, rất là sợ luôn. Ví dụ đang ngồi cái này nhưng nó lật cái lều thì mình tính sao, là mình nhường mình đứng đây mấy bạn, từ cái cảnh rất là mim nha, đang ngồi trong lều xong rồi lật cái lều xong mình còn ở trong cái lều cô đơn đó, tại vì cái cảnh này sao chứ chị trong phim thôi, ngoài đời được trải nghiệm thực tế mà. Nếu mà có bạn nào mà hỏi chị Sam ơi đó chị có cảm giác như thế nào á, mình thấy thật là cảm giác rất là sợ. Trời ơi, lỡ cái này nó cuốn mình đi luôn không, tự nhiên đang sinh tồn sao tự nhiên các bạn thấy Sam bay trời luôn các bạn. Trời ơi ghê luôn á, gió nó gọi là nó đập theo kiểu ù nó đập ù ù nó cái lều giống kiểu đang nhảy viên hay các bạn. Trời ơi rung dễ sợ luôn. Đêm tối thì bắt đầu nó dịu bớt và nó không có nữa, nó không có mưa nữa, nhưng mà lúc ngủ trời ơi cái mùi đất lên mấy bạn ơi, trời ơi nói chung là khổ từ đầu đến cuối đấy, mấy bạn thấy không, sinh tồn nó không nghĩ dễ đâu, quá khó khăn của mình được là sợ luôn. Hôm sau mình đã vượt qua rồi, mấy bạn đừng quên ủng hộ đảo sinh tồn để biết được cái sự cực khổ của Sam, nên đừng quên ủng hộ đảo sinh tồn nha, thương các bạn nhiều. Sau cơn mưa trời lại sáng đúng không, tất cả mọi người đều xì lít đó, mình cũng xì lít đi ngủ đó. Rồi. Một buổi bình minh thức dậy, mình nhớ lúc mà mình dậy là mấy giờ mình không biết, tại mình không gặp điện thoại các bạn, mình chỉ biết mình dậy thôi. Trời ơi, lần đầu tiên thức dậy mà không biết điện thoại ở đâu luôn á. Cảnh này mình nhớ mình dậy là mình ăn bắp ở rồi, ăn bắp đúng rồi, ăn bắp. Các bạn thân mến, bây giờ là thời điểm của phiên thanh trừng. Mày gắt nè, nếu bạn không biết thì là trong mỗi tập đến đến cuối tập thì sẽ tổng lại số xu và team nào ít xu nhất sẽ bị loại 3 người, còn team nào ít xu nhì thì sẽ loại 1 người. Thế mình thấy vậy đó, thật sự đoạn này mình cảm giác hơi run sợ, nhưng mà cũng may mắn là team mình để mà như là team mình cũng được, cũng nói chung là cũng vượt qua khỏi vòng thanh trừng, nói chung là cũng may mắn. Các bạn thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một hoạt động tôi không biết là các bạn có hào hứng hay không, nhưng không nó phải diễn đâu, ra không ai loại tồn đâu bạn. Đó chính là phiên thanh trừng đầu tiên, đội đang ở vị trí cuối cùng với 20 xu sinh tồn, đó chính là đội xanh dương. Các bạn là đội nguy hiểm đầu tiên. Ở vị trí số 3 là đội màu đỏ với 22 xu sinh tồn. Các bạn cũng là đội nguy hiểm. Đội xanh dương rất tiếc phải nói điều này, các bạn sẽ phải có 3 thành viên phải ra về sau phiên thanh trừng này. Và đội đỏ, các bạn có 1 thành viên phải ra về. Tại phiên thanh trừng đầu tiên, 3 thành viên đội xanh và 1 thành viên đội đỏ sẽ phải nói lời chia tay. Ai sẽ phải ra về và ai sẽ còn sống sót ở trên đảo? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của đảo sinh tồn. Tập
2. Chúng ta sẽ bỏ phiếu Thanh Trừng. Không xì bòi đâu. Thấy chưa? Mới tập 2 tôi mà sao khóc rồi. Mấy bạn biết là ai sẽ bị lỗi không? Và tôi khóc và tôi bị lỗi nha. Mấy bạn đoán thôi, cho mấy bạn đoán thôi không? Mình chơi gì đó. Đó, mấy bạn đừng quên xem đến tập 2 là tập Thanh Trừng nha. Đó, mình chỉ xì bòi là chị Tâm. Xì bòi, mới nên xì bòi không ta? Mình nên xì bòi đi. Là trong tập 2 sẽ có team mình bộ trong trong bốn người nha. Ru Sam Sim sẽ có người bị loại. Đó là cùng xem ai sẽ người bị loại. Đừng quên có một video sắp biết, đoán thử đi nha. Đó, đừng quên xem tập 2 nha. Bộ ban tổ chức ơi, em muốn đổi tên. Tập 2 gắt lắm nha. Lên cổ lên. Lia chưa, Lia chưa? Không, cái cháu này đỡ. Đây. Trò chơi thể lực đấu rất là khỏe. Qua tới trò chơi trí thức thì thông minh ít hơn em. Hãy gọi mình là Đức Xếp Hình. Đào Sinh Tồn. Ok, thì mình đã reaction xong đã xin tỏ các bạn thấy như nào. Ok, thì mình đã nói ra những cái góc khuất, những góc mà các bạn chưa biết được về tập 1 của đã xin tỏ về mình. Các bạn thấy như nào, đừng quên các bạn sẽ biết nha. Thì đây, mong các bạn sẽ ủng hộ Đạo Sinh Tồn đó, cũng như là ủng hộ tụi mình đó, bằng cách là xem Đạo Sinh Tồn, share Đạo Sinh Tồn ra để cho nhiều người được biết được. Đây là cái, và đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia game show nên có gì sẽ sót mong các bạn bỏ qua nha. Ok, thank you so much. Ok, mọi người ở clip sau, hẹn các bạn ở reaction tập 2 của Đạo Sinh Tồn nha. Bye bye.